Thanh Hùng For Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trận derby Catalunya giữa Barcelona và Espanyol đã diễn ra rất hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số. Tuy nhiên điểm nhấn lại đến từ trung băng ghế dự bị khi trung vệ Ronald Araujo đã có hành động gây hấn khiến Xavi phải lên tiếng xin lỗi Espanyol. Quan sát từ băng ghi hình, Araujo đã có lời lẽ qua lại với tiền vệ Melamed bên phía đội chủ nhà. Trung vệ Barca đã giơ hai ngón tay lên và sau đó chỉ xuống đất ám chỉ khả năng xuống hạng của Espanyol ở mùa giải này. Tôi đã không kịp quan sát tình huống đó, tuy nhiên chúng tôi cần phải tôn trọng đối thủ, trọng tài cũng như người hâm mộ. Nếu điều đó xảy ra, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Espanyol. Cậu ấy không nên có hành động như thế. Theo Mirror, thay vì chiêu mộ Messi, Pochettino đã đề nghị chiêu mộ nhiều cầu thủ khác nhưng không được PSG đáp ứng. Mối quan hệ giữa nhà cầm quân người Argentina và đội chủ sân công việc kéo hoàng tử đang ngày một xấu đi, đặc biệt là với giám đốc thể thao Leonardo. Vì vậy, nguồn tin trên cho biết Pochettino đã tính đến chuyện chia tay vào cuối mùa. Trước đó, truyền thông Pháp cũng tiết lộ việc PSG đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Zidane. Nhiều nguồn tin khẳng định dù đưa PSG lên đỉnh Champions League, huấn luyện viên người Argentina cũng khó tiếp tục công việc ở đây. Với những thông tin trên, Pochettino đang ngày càng tiến gần hơn đến sân Old Trafford. Man United hiện đang tích cực tìm kiếm người thay thế Ralph Rangnick, trong đó Pochettino được xem như ứng cử viên hàng đầu. Ở phiên chợ tháng 1, Arsenal đã nhắm đến chiêu mộ Vlahovic để thay cho Aubameyang. Tuy nhiên, tiền đạo người Serbia này gặp đến Juventus. Mặc dù Aubameyang đã chuyển đến Barca theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng Arsenal không thể chiêu mộ một tiền đạo thay thế. Theo The Athletic, Arsenal đã có cơ hội chiêu mộ Mauro Icardi trong tháng Giêng. Đội bóng nước Pháp đã sẵn sàng để Icardi tới Emirates với mong muốn hoán đổi cầu thủ. Tuy nhiên, Mikel Arteta đã từ chối vì Mauro Icardi không phải món tiền đạo mà ông vừa thích. Pháo thủ quyết định thi đấu với các cầu thủ còn lại trên hàng công cho đến hết mùa này. Mùa giải 2021-2022 chưa khép lại, nhưng Liverpool đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Theo tiết lộ của The Athletic, Liverpool đang đàm phán để tới Đông Nam Á du đấu vào tháng 7. Cuộc đàm phán diễn ra với tín hiệu lạc quan. Nếu không có gì thay đổi, thầy trò Jurgen Klopp sẽ đến du đấu tại Singapore và Thái Lan. Liverpool sẽ là đội bóng Premier League thứ 3 đồng ý tới Đông Nam Á trong mùa hè này sau Man United và Palace. Theo kế hoạch, Liverpool sẽ đá giao hữu với Man United ở Bangkok vào ngày 12 tháng 7, sau đó gặp Crystal Palace ở Singapore ngày 15 tháng 7. Sau hai trận đấu này, Liverpool sẽ bay đến Úc để đá tiếp với Man United. Một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất ở vòng 1/8 Champions League là màn so tài giữa Real Madrid và PSG. Tuy nhiên, Real Madrid lại có một cầu thủ chưa từng hưởng niềm vui chiến thắng, dù đã 6 lần đầu với PSG, đó là thủ thành Thibaut Courtois. Người hâm mộ sân Bernabeu hy vọng rằng vận đen của thủ môn người Bỉ trước PSG sẽ chấm dứt trước lần chạm trán thứ 7. Courtois đã thủng lưới 12 bàn sau 3 trận thua và 3 trận hòa trong 6 lần đối đầu PSG. Trước màn đụng độ thứ 7, Courtois đã đạt phong độ rất cao, anh mới chỉ để lọt lưới 3 bàn và chỉ sở lưới 4 trận ở vòng bảng Champions League. Henderson, Ronaldo là người đến quarantine sớm nhất ở buổi tập vào chủ nhật. Ngôi sao người Bologna cũng là người rời trung tâm huấn luyện Man United thích muộn nhất. Ronaldo đã dành 5 tiếng để rèn luyện. Cụ thể, tiền đạo người Bologna đến vào lúc 9 giờ 20 sáng và không rời cho đến 2 giờ 20 chiều. Đây là buổi tập Ronaldo và các đồng đội nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Brighton ở trận đá bù vòng 18 vào lúc 3 giờ 15 ngày 16 tháng 2. Trước trận đấu này, cả Man United và Ronaldo cùng sa sút phong độ đáng báo động. Man United đã không thắng trong 3 trận gần nhất khi họ thua 1 và hòa 2. Hai trận hòa cùng với tỷ số 1 đều trước Burnley và Southampton đã khiến Quỷ Đỏ bị đánh bật khỏi cuộc đua top 4.